Doanh nghiệp tư nhân thương mại Tường Thắm kính chào quý khách, là đơn vị kinh doanh phân phối phân bón, vật liệu xây dựng, mua bán cà phê sợi các loại với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, sản phẩm chất lượng, tiết kiệm kinh phí, an toàn và hiệu quả. Tường Thắm trở thành người bạn đồng hành lâu dài của mọi nhà. Mọi nhu cầu để được tư vấn cụ thể, vui lòng liên hệ hotline 01234 311 388, 0935 872087 hoặc đến trực tiếp địa chỉ thôn 3, xã E Nam, huyện E Hà Leo, tỉnh Đắk Lắk. Tường Thắm, chất lượng hàng đầu, thịnh vượng bền lâu.